cái nhà mình để ở thì không được kinh doanh, mà kinh doanh thì không được ở, nó tách biệt ra như vậy. Khoa nói liên quan đến vấn đề là đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp thì ở bên Úc thì là được sở hữu vĩnh viễn đúng không? Đúng rồi, vậy tại vì đất nông nghiệp ở Úc ấy là cái nó đất cằn cỗi, nó khô cằn, nên chính vậy ta phải đầu tư rất nhiều công sức tiền của vào, và theo hiện luật theo hiến pháp họ là có được sở hữu lâu dài như các loại đất khác. Và như chúng ta thời hạn là 25 năm hay 50 năm gì đó, nhưng mà Úc thì đất đai là tài sản của dân và dân có quyền định đoạt. Ngày đầu tiên mà qua Úc thì chúng thấy rằng là hai bên đường phố cái hoạt động kinh doanh của họ rất là tách biệt. Có những khu vực thì mặt đường dân kinh doanh, những khu vực thì rất là vắng, thì không biết là lý do sao. Tại vì theo cái luật của Úc á thì cái nhà mình để ở thì không được kinh doanh, mà kinh doanh thì không được ở, nó tách biệt ra như vậy. Đó, chính vậy mà chúng ta gọi là shop house, thì một cái khái niệm mà rất là mới, nhưng mà chúng ta đang tưởng là vừa ở vừa kinh doanh. Còn Úc thì đã ở thì không được kinh doanh, mà kinh doanh không được ở, và họ theo quy hoạch khu này là được kinh doanh, mặc dù chỉ cách nhau một con phố thôi. Đó, khu này được kinh doanh, khu kia không kinh doanh được. Đó, okay. Đấy là theo cái quy định của thành phố, của theo luật. Ok, và như vậy chúng ta lại thấy có một sự khác biệt nữa đó gì ạ? Bất động sản ở Úc thì nếu như bạn mua để với mục đích ở thì là bạn chỉ được phép ở. Đúng bạn rồi. Không được phép kinh doanh, và nếu như là bạn quy hoạch kinh doanh thì bạn chỉ được kinh doanh nhưng bạn không được ở. Chính xác là như vậy. Và đây nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt đó gì ạ? Đất với đất để kinh doanh thì sẽ có giá trị hơn là đất để ở. Đúng rồi. Rồi thì như vậy là chúng ta thấy rằng đây là khi mà chúng ta đi đến những nước phát triển thì mô hình của họ phát triển như nào, thì có lẽ là tương lai của Việt Nam chúng ta cũng sẽ có những cái nó sẽ tương tự. Và Dũng rút ra một điều thế là nó cái giá trị bất động sản nó sẽ phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào chính sách của nhà nước, phụ thuộc vào chính sách quy hoạch của nhà nước, khu vực đó nó phát triển hay không phát triển, và mục đích của họ như nào, đúng không? Đúng rồi. Thế sao rồi thì không biết là Khoa có thể cho mình biết là vậy thì ở Úc thì khu vực nào mà có bất động sản phát triển nhất, và cái giá của nó khoảng bao tiền mét? Nói chung là nó phải tùy thuộc vào các thành phố, chẳng như là Sydney là như là thành phố mà có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất ở Úc. Và thông thường là những cái nhà mà ở các cái sườn đồi như trên kia này, đó, ở trên sườn đồi mà nhà ở trên đỉnh đồi cao nhất đó, thì đó là khu cái nhà có giá trị đắt nhất do cái vị trí đắc địa. Khoảng từ trên cao nhìn lên thì nếu mà bên này tính ra mét vuông á, tính ra mét vuông như chúng ta thì nếu mà tính ra thì đó khoảng tầm 30-40 ngàn đô một mét vuông đất, hơn một tỷ, và đưa theo đô la Úc. Và còn những cái nhà mà phía dưới sát mặt biển mà có bãi biển, có bến du thuyền thì đó là đắt thứ hai. Vâng, thì giá nó cũng chỉ gọi là rẻ hơn đồ nhà trên đỉnh đồi khoảng 10-15% thôi. Tại vì sao cái người phương Tây ấy, họ thích cái gì cũng là số 1, số họ number one là số 1 đâu, là trên đỉnh top cao nhất, là họ ở cái vị trí cao nhất, thoáng nhất, họ để quan sát toàn bộ khu cửa phía dưới. Và thứ hai là nhà sát bãi biển thì có thuận tiện được bến đỗ du thuyền, vì đây là thành phố cảng biển, và họ rất thích có những cái bãi biển, có bến đỗ du thuyền, có bãi tắm. Đấy, đó là vị trí bất động sản đắt thứ hai. Ok, và như chúng ta thấy rằng là giá bất động sản của Úc còn chưa đắt bằng Việt Nam. Chúng ta thấy rằng Hà Nội, Hồ Chí Minh thì có những khu vực mà mảnh đất 1 mét vuông có thể lên đến khoảng hơn 2 tỷ, đúng không? Và đây thì nếu đắt địa thì chỉ có khoảng hơn 1 tỷ. Nhưng có một cái điều mà các bạn thấy rằng là gì ạ? Ở bất kỳ nước nào, đó là khi bất động sản liên quan vị trí, cái view trên cao nhìn xuống thoáng, thì đây là những cái vị trí mà người ta cho rằng vị trí đắc địa, và những vị trí này sẽ tạo ra cho bất động sản những cái giá trị rất là tốt.